Good morning, xin chào cả nhà. Sáng hôm nay Thoa dậy sớm khoảng 7 giờ giờ Cali á, giờ California. So sáng nay Thoa dậy biết Thoa làm gì không? Hôm bữa đó ông xã Thoa mua cái oven để nướng pizza, and Thoa nói là Thoa sẽ mua bột về làm thử pizza. Hôm qua đó Thoa mệt mỏi, tại mỗi lần mà Thoa làm việc cho khách xong đó, là người người tay của Thoa bị mỏi, tại xăm xăm mỗi lần xăm cái đầu xong là cái tay mệt mỏi lắm, cho nên Thoa không làm gì hết. Sau ngày hôm qua đó ông xã Thoa trổ tài làm pizza. Thoa thấy ông nói là ông làm pizza đó, nên tao không có mua đồ ăn, tao cũng không có nấu nướng đồ ăn gì cho gia đình ngày hôm qua hết á. So, chờ ông làm pizza. Tại vì ông nói là mấy chục năm trước ông có làm pizza. Mình nghĩ là ông đã làm rồi, cho nên tin tưởng. Thôi, thì chờ đợi coi có ăn không. So, ông dự định ông làm cho ăn giờ trưa. Mà thôi ngồi thôi chờ, thôi đói bụng dễ sợ luôn, thôi đói bụng cay hên quá. Thôi có ở trong freezer có chả giò mà đã cuốn sẵn bỏ trong freezer đó, thôi đói bụng quá thôi lấy cái đó ra thôi chiên mấy mẹ con ăn. Chờ đợi pizza đến lúc mà ông ấy làm xong, ông đưa vô hai cái pizza, ông nói ô cái này của em nè, còn cái này của anh. Thì thôi nhìn thấy một cái của Thoa đó thì nó tròn trịa đẹp lắm, tất cả những đồ ăn ở bên trên mặt ngon lắm, nhìn y chang pizza vậy đó, ngon lắm. Nếu mà thay nhìn qua cái bánh của Hiêm á, bánh thì nó dày lên như vậy nè, mà cái bánh nó không có tròn, nó méo xẹo xẹo gần giống như là số 8 á. Mà thay nhìn cái bánh, ủa sao cái bánh của ông ấy méo xẹo xẹo và gì mà cái bánh nó dày vậy, còn cái bánh của Thoa thì nó tròn trịa, nó mỏng manh. Thì cái đẹp á thì Hi đi cho Thoa ăn, còn cái xấu á thì ổng ấy nói là của ổng ấy, ổng ăn. Thấy cũng dễ thương, vợ Thoa thấy nhìn hấp dẫn quá, ngon. Wow, ổng cắt sẵn hết rồi nha, cái bánh nhỏ nhỏ thôi, ông cắt sẵn hết rồi. Toàn thấy bánh thì trên 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 mặt nó rất là ngon, nhưng nó nhìn không có gì hết, cái cầm lên cắn một cái ăn, trời ơi, sao pizza vậy mà nó đắng. Pizza tao cắn vô mà nó cứng thì nó cũng không cứng hẳn, mà nó dai thì nó cũng không dai hẳn, mà sao mà nó có cái mùi vị đắng như thế này. Nói anh sao pizza của anh làm kiểu gì mà nó đắng vậy. Ok, rồi sao mà pizza mà đắng thế, nói anh đâu biết đâu. Trời ơi, biết tao làm gì không, tao lật cái pizza phía đằng sau á, thì ra là ông nướng sao ông nướng nó cháy đen thui. Như một cục than vậy trên chỉ là đẹp thôi. Ở dưới thì nó đen, ôi nó đen. Tôi ăn không được. Tôi nói anh ơi đắng quá sao. Xem kê. À, Thoa không có không 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 có dám chê, nhưng mà cũng ráng ráng ăn cái miếng mà Thoa cầm á. Xong cái ông thấy Thoa ăn có vẻ khó khăn, cái ông nói thôi em đừng ăn nữa, em ăn cái trên thôi, còn cái dưới khỏi ăn. Trời ơi tôi mừng quá. Ngó về cái của Hiệp nói anh ơi cái của em mà ăn không được thì em nghĩ cái của anh cũng không ăn được đâu. Nhìn cái của Hiệp nó còn tệ hơn nữa. So, tại vì cái hôm qua đó lúc ông ấy làm á
là Thoa không có coi, tại người Thoa đau nhức ê ẩm rất là nằm ở trong phòng khách, Thoa coi tivi, cho nên ông muốn làm gì ông làm, tại vì ông nói ông đã từng làm rồi thì Thoa nghĩ là đã từng làm rồi thì làm lại thì cái đó là chuyện nhỏ thôi, cho nên Thoa feel confident, có nghĩa rằng Thoa tin tưởng ổng á, cho nên Thoa đâu có làm gì đâu. Thế là ngày hôm qua cả nhà chờ pizza, không có pizza ăn. Đến chiều con Thoa nói: "Mami, có gì ăn không?" Trời ơi, ổng mới làm xong ăn không được, ổng quê quá, ổng bỏ đi đánh golf. Ổng đi đánh golf thì ba mẹ con ở nhà order đồ ăn về ăn. So anyway, ngày hôm nay đến lượt Thoa thí nghiệm để coi là Thoa có làm cháy pizza giống ổng ấy không nha. So hôm nay Thoa thí nghiệm hôm nay ổng mới không có ở nhà, ổng đi làm sáng sớm rồi. Vì ổng không có ở nhà, mình mới ở nhà mình làm. Nếu mà mình làm thành công á, thì mình sẽ để một cái cho ổng á. Còn nếu không thành công, thì mình im rơ giống như không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà tao nghĩ không đến nỗi nào tệ đâu. Thì bột á, đã mua sẵn, bỏ vô đây rồi. Bây giờ á mà Thoa sẽ pha bột. Thoa pha bột. Thoa không biết pha bao nhiêu, Thoa cũng là lần đầu tiên làm. Rồi, Thoa sẽ pha xong. Tại vì nó nói là pha pha bột xong cái phải để vô tủ lạnh. Maybe tiếng 2 tiếng gì đó. Thì bây giờ Thoa pha. Thoa pha xong rồi Thoa bỏ vào tủ lạnh coi sao ha. Rồi sau đó mình sẽ làm từ từ. Con đi làm hả? Mấy giờ con về? Mấy? Ờ. Well, hopefully I have pizza have pizza when you come back. Oh, you have lunch? Well, hopefully you have pizza for dinner. Okay, see you. Nó đi làm rồi. Thì ta nói có thể đi làm về. Tối nay có pizza Thoa làm. Trời, Thoa mà chưa bao giờ làm pizza mà. Ui, sao dơ thế? Thoa chưa bao giờ làm pizza. Mà Thoa mà làm mà Thoa Thoa làm giỏi hơn ông đồng quê nha. Tại hồi xưa ông đã từng làm pizza. Ồ, để Thoa kể cho cái chuyện. Hồi xưa ổng với là ông em hai người đã từng đi làm trong cái tiệm pizza, cái tiệm đó ở dưới Santa Ana đó. Ok, hai anh em cái thời mà còn trẻ, còn là sinh viên, còn sinh viên á, hai anh em đi làm pizza. Thì ổng là người anh cả, thì bên làm chung với ông em kế trong một cái tiệm pizza, đi làm mướn cho người ta đó, hồi mà mấy người còn trẻ, nửa tuổi cỡ mười mấy gì đó. Thì ông anh làm xong trước, thì ông anh được đi về sớm, rồi là ông xã Thoa đó là đi về về sớm, thì ông em á sẽ đi về sau, cái ông ra cái suất sau. Thì chờ chờ tới 2 giờ ông em chưa về, tới 3 giờ ông em cũng chưa về. Mà cái thời đó mình không có cellphone, không có beeper, tại cái thời xưa xưa lắm rồi. Rồi ông chờ hoài thì chưa thấy thằng em về. Tới gần 4 5 giờ sáng á thì mới thấy ông em tàn tàn bước vô nhà. Thì hỏi tại sao đi về trễ vậy. Thì ông em mới kể đó là khi sự chuẩn bị đi về đó thì có một bọn nó vô, nó cướp
nó vô nó cướp cái tiệm pizza. Thì tiệm pizza cũng không có nhiều tiền. Cái phần đông ở bên Mỹ này người ta xài không có xài tiền mặt mà người ta xài thẻ nhiều. Cho nên cái tiền mặt đó nó ít. Thẻ người ta chặt cái thẻ đó hoặc là người ta trả check là cái thời xưa đó. Cho nên tiền mặt đó, nó không có nhiều. Thì cái bọn cướp đó nó tức quá. Nó bắt mấy người nhân viên mà còn ở lại đó nấu pizza cho nó ăn. Thì mấy người phải ở đó phải làm pizza, nấu cho tụi nó, nướng cho tụi nó ăn. Rồi mấy người đó phải ngồi làm lại, ngồi nấu pizza cho nó ăn. Nó ăn đã rồi á, nó ăn cho đã rồi á, rồi nó phải thả cho đi về. Nhưng mà cũng hên là nó ăn pizza xong nó cho mình về, nó không hại tới mình á. Đó là cái chỗ hồi xưa ông xã thôi đi làm pizza đó. Mà thấy nhưng mà cũng rất là lucky, thì ra là mấy thằng nó cướp không được thì thôi nó cướp pizza. Mà nghe ông xã Thanh kể đó là cái chỗ đó làm pizza rất là ngon. Nhưng mà ta không có được may mắn ăn pizza mà cái chỗ ông ấy làm. Nhưng mà hôm qua được ăn pizza chính tay ông ấy làm, thưởng thức xong không bao giờ muốn ăn lại lần thứ hai. Thôi tôi tự tôi làm. Xã ta nói gì ta cũng sợ, nhưng mà ta vẫn tin ông nha. Ngày xưa đó, cách đây cả chục năm á, ta đi nhà thương về thì những người bệnh á thì chỉ có ăn súp thôi, ăn súp là ăn cháo á. Thì ông xã Thoa nói chứ thôi anh xuống anh nấu cháo cho em. Thì Thoa là người bệnh mà mới đi nhà thương xuất viện về, ông xuống nấu cháo. Thì mình nói ông nấu cháo trắng thôi, rồi Thoa ăn với trà bông. Ok, trời, ông nấu cháo mà ông bỏ cái gì vô á Thoa không nhớ ông bỏ cái gì vô á ông bỏ cái gì ha, ông bỏ Thoa quên rồi. Cái gì mà nó là một cái oi không biết oi cái loại dầu gì á, ông bỏ thêm vô. Mà trời ơi, Thoa ăn xong mà người bệnh á, mà ăn xong mà bị Tào Tháo nó đuổi, ôi trời đất ơi, cứ đi restroom hoài mất, mệt luôn á. Người ta đã bệnh người ta mệt đấy. Về sau mỗi lần mà Thoa bị bệnh, Thoa nói anh đừng nấu cháo nữa nha, anh làm ơn anh đi ra ngoài anh mua cháo về cho em đi. Thoa sợ luôn á, nấu cháo mà cũng làm cho mình bị đau bụng nữa. So từ hồi đó Thoa ông nấu cái gì Thoa cũng sợ. Nhưng mà hôm qua tại vì ông nói là ông đã từng làm pizza, từng làm cái chỗ pizza, bán pizza, chẳng lẽ mình không tin? Mình cũng tin thêm lần nữa. Well, trong lúc chờ đợi bột đó đang còn ở trong tủ lạnh thì Thoa sẽ làm mấy cái món mà để bên trên pizza. Thì pizza của Thoa sẽ bỏ hành nè, không phải hành. Thì pizza mình muốn bỏ gì mình thích thì mình bỏ lên, bỏ tùm lum lên hết. Tại mình làm ở nhà đó thì mình bỏ cái gì cũng được, còn mình ra tiệm á, mình thêm những cái món gì là thêm tiền. Cái hành này thấy cay mắt.
là cay mắt quá. Làm 4 cái pizza nếu được. À, cay mắt quá. Cay mắt quá. Còn 2 cái này không cắt đâu, cay mắt quá. Cay mắt quá. Cay mắt quá trời. Mọi người ăn mushroom có phải bóc vỏ không? Thoa ăn mushroom thoa bóc vỏ. Nhưng mà ông xã thoa không có bóc vỏ. Ông nói cái vỏ của nó tốt. Thoa nói no. Nhìn nó dơ quá. Lột nó đi. Okay. Hôm qua Thoa không mệt đó, là Thoa quay cái cảnh ông xã Thoa làm pizza. Nhưng tiếc quá, Thoa khờ quá. Cái lúc Thoa ăn Thoa không chịu chụp hình cái bánh pizza đó. Để Thoa chiếu lại cho bà con cô bác coi. Lần sau Thoa sẽ rình ông làm cái gì Thoa quay chơi. Tao mua cái này nè ở chợ Nhật. Cái này đó để nó bỏ qua đây này, mình mở cái nắp nó dễ, nó dễ, nó không có cái này mở khó lắm đó. Chưa mở nó ra rồi đỡ ra. Cái này là cái trái olive, không biết tiếng Việt gọi là gì đây nè. Cái trái olive màu đen đen này bỏ vào pizza ngon, thơm quá. Ok, bỏ vào đây đủ rồi. Ok, đây là artichoke. Ôi da cứng quá. Dơ quá. Nè. Cái này nó có ổi. Cái này ăn ngon lắm. Thơ rất thích ăn cái này. Cái nhỏ là càng nhỏ càng ngon. To quá nhìn nó thô lắm. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó. Đó, gia vị xong, thịt có trong tủ lạnh rồi. Rồi rau để cho nó khô. Cái này dư không cần tới. Xong. Bây giờ Thoa phải ngồi Thoa chờ cho cái bột nó ok đó. Thì lúc đó Thoa bắt đầu nanh bột rồi mình bỏ nướng nha. Ok, bột bây giờ trước nãy giờ Thoa để trong tủ lạnh, Thoa nghĩ là ok. Không biết một cái bánh mình cần bao nhiêu
Không biết một cái bánh mình cần bao nhiêu bột. Đó. Đây ra rồi. Ok. Không biết có đúng không. Nó mềm vậy á hả? Nó dẻo vậy á hả? Maybe. Bỏ ra đây làm coi. Nó dẻo quá. Chắc là làm dẻo quá rồi. Không biết cái này có đúng không vậy? Ui da, nó so sticky. Chắc phải bỏ thêm bột cho nó khỏi sticky. Hình như là làm như vậy đấy. Nó làm sao ta? Nhào bột. Cái bánh pizza tròn tròn ấy, mình thấy nó bỏ lên nó quay. Nó quay tròn tròn như vậy này, không biết mình làm được không. Bột. Bỏ rắc lên cho nó dính. Nó quay sao ta? Quay. Đúng không ta? Sao bọn mình quay tròn không được? Quay. Trời ơi, pi dày mà nó dẻo. Không biết có đúng không ta? Thấy người ta làm pi giả, nó quay. Mà mình chỉ cần đưa qua đưa lại thôi là mình thấy nó nhão như vậy. Làm sao mà quay ta? Thôi làm lại. Phô. Dính quá. Rắc bột lên cho khỏi dính. Chứ mình quay mà rớt bụng xuống. Mình ấn lên này, mình kéo ra cho nó tròn tròn. Mình kéo ra. Mình phải có cái đồ năn ha. Mình đâu có cái đồ năn đâu. Năn cho nó ra. Chị lấy cái gì năn? Thôi có cái đồ năn. Nhưng mà thôi dọn nhà, cái đồ đạc bỏ trong gara. Bỏ trong gara bây giờ không biết nó ở đâu. Đi kiếm đồ năn. Năn bằng cái gì đây? Năn bằng cái gì đây? Lấy chai rượu năn. Năn. Oh shit. Nó dính. Bôi vô đây. Đây. Rắc thêm bột cho nó khỏi dính. Chai rượu này nè, hôm bữa có người khách tặng cho Thoa chai rượu này. Rượu đó. Người ta tặng Thoa mà Thoa chưa đọc nữa, Thoa chưa nhìn nữa. Nhưng mà sao nó dính vậy? Cho thêm. Bột. Ok. Năn nó ra. I think mình làm đúng rồi đó. Mình phải năn nó như vậy. Làm cái này dơ quá. Năn. Mình đâu cần phải xoay giống tụi nó đâu. Mình ăn gian mình năn như vậy cũng được vậy. Mình ăn như vậy cũng được vậy. Đó. Cũng được vậy. Nhưng mà mình năn xong cái nó dính xuống đây hết lấy lên luôn. Ôi trời đất ơi. Ôi trời đất ơi, nó dính. Trời ơi. Mình tưởng mình làm đúng. Rắc đây. Ui cha. Mẹ phải làm lại. Thôi vô lại, làm lại tiếp. Ôi cha. Làm lại tiếp. Ai mà mướn Thoa làm pizza kiểu này là xong rồi. Cả ngày không biết làm được cái pizza không.
tao thấy mình làm sai sai á. Nhưng mà kệ nó sai đi rồi sẽ đúng. Biết là mình mang ra ngoài làm, làm trong đây dơ lát nó dẹp nhà, dọn dẹp nhà không chắc chết luôn. Bây giờ mình làm cái này cho nó đẹp. Đúng không? Dễ lấy, dễ lấy. Nó tròn rồi, nó tròn rồi. Nó tròn rồi. Nó tròn rồi. Đó, nó tròn rồi. Bỏ tomato. Một, hai. Cho mày ra. Nhìn cũng hấp dẫn. Đi. Rồi. Bỏ chi vô. Bỏ chi vô. Ok. Rắc chi vô. Bỏ pepperoni. Quên tao chưa mở nướng. Không phải pepperoni, cái này là sausage. Xếp nó lên. Cái này là có thịt này nè, ông xã tao không ăn đâu. Nhưng mà lát nữa tao sẽ làm cho ông á, một cái thành là rau cải. Còn cái này Thoa làm, Thoa ăn thử trước. Được rồi mới cho ông ăn. Được thì cho ổng ăn, không được thì mình giấu để ổng không biết. Ổng không biết là mình ở nhà mình phá hết. Ok, bây giờ bỏ mấy cái món này vô nè. So, hành xếp vô. Mushroom. Bỏ mushroom vô. Tom. Tomato, cà chua. Cà chua không có cà chớn. Chỉ có cà chua thôi. Còn cà chớn tìm chưa ra. Nếu ai biết được tìm cà chớn ở đâu thì cho Thoa hay nha. Thoa chỉ có cà chua thôi. Cà chua. Xong. Olive. Không biết tiếng Việt gọi là gì. Cái trái đen đen á. Olive. Olive you. Olive you. Oh, pineapple. Pineapple. Khóm. Ông xã Thoa cắt khóm tùng tục tùng tục. Ông cắt bự quá. Ông cắt bự quá. Bỏ cái này. Artichoke. Không biết tiếng Việt gọi là gì. Ta gọi là artichoke. Bỏ vô. Cái của mình hấp dẫn đó nha. Pizza của mình hôm nay hấp dẫn nha. Hôm qua ổng đâu có bỏ cái món này. Không, hôm qua ổng không có olive. Ổng không có artichoke. Ổng không có rau spinach. Hôm nay mình có đầy đủ hết. Tại vì đó là cái kiểu Thoa ăn. Kiểu Thoa ăn như vậy. Còn ổng ấy ăn đơn giản lắm. Ăn kiểu ổng ấy Thoa không ăn đâu. Không phải không ăn, nhưng mà cũng ăn nhưng mà không thích. Ổng làm ăn không dám chê. Chê ổng buồn. Rồi làm sao ổng không làm. Bỏ rau spinach vô. Yeah. Chính nó là có rau húng đó cơ. Mà ra chợ Mỹ không có rau húng. Đèn Thoa lười chạy xuống khu Việt Nam. Đó, xong. Cho bà con cô bác coi cái pizza của Thoa nè. Cái này là chưa nướng nha. Chưa nướng. Để lát nướng xong coi sao. Làm như vậy thì dễ lắm. Mà nướng xong rồi ấy. Trời ơi, tôi dơ quá. So dirty. Bây giờ trời ơi, cái bàn này nó quá dơ luôn. Thoa quên, Thoa chưa mồi nửa ở ngoài. Bây giờ Thoa phải ra ngoài Thoa mồi nửa cho nó cháy. Bây giờ đi ra ngoài làm nha. Cái bếp này á, Thoa hôm bữa ông mua đó thì xài củi đốt lên. Nhưng mà Thoa thấy làm như vậy lâu mà dơ quá. Thoa có mua cái này lâu rồi. Thì cái này xài bằng ga, làm cho nó lẹ. Thì bây giờ trước khi Thoa làm á, Thoa sẽ mở lên. Thoa làm cho nó nóng cái này. Thoa mở gas lên, Thoa làm cho nó nóng cái này. Thoa đốt cái này trước cho nó nóng, xong rồi Thoa bỏ vô. Hai nhà Thoa có cái đồ gas, nhưng mà thật sự ra Thoa cũng không có xài. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Thoa xài luôn.
Tại vì cái gì điện với gas đó, Thoa sợ lắm. Hôm nay Thoa nén lút Thoa làm. So, wish me luck. Mong rằng Thoa làm đừng có bị cái gì nha. Giờ Thoa phải mở gas ra. Đây là cái thùng gas này nè bà con. Đó, cái thùng này là thùng ga đó. Bây giờ là Thoa mở cái này ra để nó truyền dây nó đi vô cái bếp này. Là cái chỗ này là chỗ để bỏ ga đó, bỏ bánh pizza đó. Thì bây giờ Thoa sẽ mở lên thử nha. Holy shit. Nó phùng lên sợ quá. Tại sao ta thở sợ lắm, ta không thích chơi lửa. Thở sợ quá, ta hết hồn luôn. Oh my god. Bây giờ ta muốn hâm cái này cho nó nóng nha. Đây là cái pizza. Nhưng mà cái problem là làm sao mình bỏ vô đây được. Cái này đẩy vô hơi khó nha. Không biết nó mà dính vô đây là xong Thoa. Ô chết cha, nó dính như vậy làm sao Thoa bỏ vô được ta. Đừng có dính nha. Dính là tôi đẩy nó vô. Ô chết bà rồi, nó dính rồi. Chỗ mà người ta đẩy một cái nó vô. Cái này là làm sao ta. Bây giờ cái lửa lớn quá lắm. Thấy nó đẩy nó vô, cho mình đẩy nó vô vậy. Vô đi, vô. Vô. Vô nhưng mà vô chưa hết. Cái này phải vô nữa. Vô đi. Thoa không biết lướng bao lâu nó mới được. Cho bây giờ Thoa phải ngồi đây Thoa canh. Coi nó làm sao. Thoa nghĩ là đã được rồi. Lấy ra cái nhìn bên gứt hơn ông xã Thoa nha. Ở dưới không có cháy. Bây giờ làm cái thứ hai. Cái này á là Thoa làm cho con Thoa, cho nên chỉ có chi với pepperoni thôi. Nãy xin Thoa đã yêu được. Rồi. Mình để đó à, vừa xong. Trong lúc chờ đợi này nè, Thoa mang hết đồ trong nhà ra. Thoa sẽ nấu Thoa sẽ làm ở ngoài vườn. Tại vì bột á, nó làm nó dơ quá. Cho nên bây giờ Thoa làm ở ngoài, ở ngoài vườn. Bây giờ Thoa sẽ tiếp tục làm cái bánh thứ hai. Thứ ba chứ quên. Mà bây giờ Thoa mang ra ngoài đây Thoa làm là tại vì ở ngoài đây nó mát, có gió. Này thép. Lần này mình biết cách sơ sơ rồi. Mình rắc bột lên trên đây trước. Gió đừng có bay đi nha. Xong mình làm. Nhưng mà lần này mình sẽ làm cái bánh bột mỏng mỏng thôi. Bột dày quá, nướng lâu quá Thoa mới pha mèo. Cho nên bây giờ Thoa sẽ làm mỏng mỏng thôi. Thoa sẽ làm mỏng mỏng thôi. Cái này là rất là mỏng luôn. Đó, mỏng. Làm cái này cũng vui nha. Đó, mỏng. Mỏng. Bỏ sốt vô. Cái bánh của mình nó không được tròn nhưng mà who care. Nó không tròn. Miễn sao nó ra cái pizza ăn được là được rồi. Tròn hay méo gì cũng ăn ráo. Right. Đó, xong cái này.
Rồi bỏ chi vô. Rồi bỏ chi vô. Thôi bỏ cái này mang ra đây nè, biết sao không? Sợ ruồi. Chi 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 chi. Cái này là pepperoni này nó của tụi Ý. Ý ẹ. Nó hơi cay cay. Cay vừa vừa thôi, không cay quá. Tại vì cay quá thôi không có ăn được, cho nên cay vừa vừa thôi. Pepperoni. Pepperoni. Bỏ vô đây. Trên đây là rau. And mushroom. 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 Onion. Cái này làm cho thằng lớn nó ăn onion này được. Tomato. Olive. Cái này. Artichoke. Tại vì bỏ vô cái bếp xong nó teo cha nó lại. Bỏ nhiều lên. Xong. Đậy lại. Này. Nào, phải lấy cái này phải đậy đây. Cái này đậy cái này. Chưa có nướng thì đậy nó lại như vậy. Để coi cái bánh kia coi nó ok hay không. Đậy lại, tôi rồi. Làm ở đây rất là thoải mái. Thôi còn một bọc bột nữa, cái này làm được hai cái. Ok. Là cắt không muốn được nha. Người ta cắt dễ sao mình cắt khó vậy nè. Rồi, lấy kéo cắt cho xong. Let me cut it. Okay. You get your drink? Okay, Brian, let's test it. Okay, try it and let me know how I'm doing. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Sit down. Ăn được không? Thế sao đâu? Wait a minute! Thế sao đâu? Let me see. Can you eat it? Thế sao đâu, but I'll eat it. What do you mean take like dough? I'm moving. You move? I'm walking hard now. Thằng con Khoa nó vừa ăn thử. Nó nói là ăn giống như cái bột. Trời, Khoa không biết ý nghĩa là gì. Nhưng mà nó cầm nguyên một cái, nó ăn có nghĩa là chắc ngon nó mới ăn đó. Nè, nó đang ăn ở trong, nó không cho Khoa quay tiếp. Cho nên Khoa đi ra ngoài để Khoa làm. Cục bột này để lâu cho nên có vẻ ngon. Chắc chia ra làm hai cái. Chia ra làm hai cái. Ok. Ok, sauce. Thằng con Thoa nó bảo phải bỏ nhiều cái sauce này vô. Thì lần này sẽ bỏ nhiều. Nhiều. Cho 3 muỗng. Hồi nãy mình làm có 2 muỗng, bây giờ 3 muỗng. Đó, như xong. Ông này, ông không ăn thịt. Cái này làm cho ổng á. Ông không ăn thịt thì mình bỏ hành nè. Ốc, đừng có bay đi, ai biết chưa. Rau.
Rau cho đầy lên luôn, cho đầy rau lên luôn. Cái này lại tôi vừa lấy vô. Cái này cũng đậy. Quả ổng này hấp dẫn không? Thấy hấp dẫn không? Đậy lại. Chờ cái kia nó thôi, đang nướng cái kia kìa. Chờ nó chín cái thôi bỏ cái này vô nướng tiếp. Đây các bạn, Thoa đã làm được tổng cộng là 5 cái pizza mà con Thoa ăn hết một cái rồi, còn lại 4 cái. Cái này đó là pepperoni. Còn cái này là của ông xã Thoa nè, không có pepperoni. Còn cái này là cheese pizza nè. Còn cái này của Thoa. Wow, cái của Thoa to nhất. Cái của Thoa thì có đầy đủ hết mọi cái. Tại nhà Thoa mỗi người ăn một kiểu, cho nên Thoa phải làm mỗi người một kiểu. Lát nữa Thoa phải viết tên vô, tên của ai á là phải ghi vô, không thôi là mấy người ăn lộn của nhau. Thì bây giờ là tới giờ Thoa sẽ thử coi pizza Thoa nấu như thế nào. Nhìn ngon lắm nhưng mà ăn thì chưa biết là nó sẽ ra như thế nào. Bây giờ bà con cô bác coi Thoa thử nha. Đó, phải ghi tên vô. Cái này của Kevin. Cái này của Leo. Cái này của Brian. Đó, còn cái này của Thoa. Xong rồi. Nhà Thoa là đồ ăn của ai là phải ghi tên vô, không thôi là ăn lộn. Bây giờ Thoa ăn thử. Số nãy giờ Thoa làm hơi mệt cho nên ăn không biết có ngon không. Tại số nãy giờ làm mệt. Cái của Thoa là cái làm đầu tiên. Đầu tiên chắc không ngon bằng mấy cái kia. Ăn chắc một miếng nhỏ. Ăn thử. Mình muốn ăn ngon. Ở đây có cheese. Có ớt. Ớt này là ớt khô. Thôi không có ăn ớt nhiều, chỉ chút chút xí thôi. Thôi chỉ bỏ vài hộp thôi cho nó có chút xí thôi. Đó, như vậy thôi. Để mấy người ăn. Chi bỏ thử. Bỏ thêm. So, lần đầu tiên mình làm. Nãy thằng con Thoa nó ăn rồi mà Thoa phải làm, Thoa không chưa ăn, cho nên bây giờ Thoa sẽ thử món đầu tiên, thử cái pizza. Của Thoa không bị cháy giống như của ông xã Thoa, nhưng mà Thoa làm dày quá, cục bột hình như là chưa chín. Nhưng mà mấy cái sau này Thoa làm ngon lắm. Mấy cái sau này Thoa làm chín, cái của Thoa chưa chín phải bỏ vô nướng lại. Nasty, không ngon. Thôi giống hôm qua ăn cái thóp. Thoa có cái máy nướng kia, bỏ vô máy nướng lại, bỏ vô đây nè, nướng lại. Tại vì nè, cục bột chưa chín, tại vì cái này cái đầu tiên Thoa làm dày quá nó chín không được, dở ẹt ra. Nằm lại. Dở ẹt ra. Bây giờ
Thêm cái của Thoa thất bại, nhưng mà Thoa biết là cái này ngon là tại vì Thoa nhìn cái bánh phía đằng sau này nè, nó cook really good. Tại vì cái của đằng sau Thoa không có cook như mấy cái này nè. Mấy cái này Thoa cook là đằng sau ngon lắm nè. Mà xí nó cháy à, nó không có cháy đen mà nó có cháy ở dưới nè, biết là nó chín rồi. So còn cái của Thoa đầu tiên hên là mình thử cái của mình, no good. Đi nướng lại. Nè, nhà Thoa có cái máy này nè, nó gọi là infrared, cho nên cái pizza của Thoa còn sống. Thoa bỏ vô đây, Thoa cook. Đó, thấy chưa? Thoa bỏ vô đây, Thoa cook. Chút xíu nữa là nó chín, ăn tiếp. Ok, Thoa bỏ vô cái bếp của Thoa đó, cái infrared đó, Thoa nấu lại. Thì Thoa nấu xong, nóng hổi, nóng quá. Thoa mới nấu xong nè. Thoa nấu nóng quá, cháy luôn cả cái pepperoni. Nhưng mà không sao, vẫn ăn được. Rồi, thử lại lần thứ hai, coi lần này ăn được hay không. Hồi nãy Thoa coi cái cục bột ở giữa, nó còn sống sống, cho nên cắn vào một cái, hèn những con Thoa nó nói ăn giống cái đô. Bây giờ mình hiểu tại sao nó nói ăn giống cái đô. Tại mấy cái đầu á, Thoa làm bánh nó dày quá, Thoa thấy nấu nâu quá, nó không chín, cho nên Thoa làm mỏng lại. Mấy cái sau này Thoa làm rất là mỏng, rất là tiên, cho nên nó mau chín. Mà Thoa thấy cái nền ở dưới nó cũng cháy, mà cái này á, cái nền ở dưới Thoa thấy nó chưa có được cháy. Nhưng mà nè, cái đô của nó đỡ rồi. Hồi nãy là Thoa thấy nó no good, bây giờ thấy nó ok rồi. Yeah. So, ăn thử lại có ngon không? Bỏ thêm gia vị vô. Second round. Ok, thử lại. Coi có ngon không? Bây giờ mình cắn cái phía ngoài, mình không cắn phía trong, mình cắn phía ngoài coi sao. Nóng quá. Ăn được rồi. Not bad. Cái pepperoni cay quá, cay quá. Nước. Thôi bỏ nhiều ớt quá. Thế nè, cái sausage này nè, cái miếng sausage này nè của Ý á, nó đã cay sẵn rồi. Nghe không? Ăn, nó bé. Ăn được rồi. Hồi nãy sống, bỏ kia Thoa cất thêm khoảng 5 phút và cái máy infrared á, cất really good. Ăn ngon. Nhưng mà ạ lý của Thoa không bị cháy, của Thoa không bị đắng. Pizza của Thoa chỉ có một cái của Thoa là hư thôi, ba cái kia còn good. Nhưng mà lần đầu làm vậy nên not bad right. Chiều hôm nay ông xã Thoa đi làm về để ông ăn thử của Thoa. Đến lúc đó Thoa quay coi cái sự biểu cảm của ổng như thế nào khi ổng ăn pizza Thoa làm nha. Nhưng mà đến chiều trước khi ổng ăn là Thoa phải bỏ bữa kia, Thoa hâm cho nó nóng chút xíu rồi phải đưa cho ổng ấy ăn. Còn của Thoa thì bây giờ Thoa sẽ ngồi Thoa ăn hết. Nhưng mà chắc Thoa ăn hết rồi, Thoa ăn chắc được nửa cái rồi, chiều ăn nửa cái rồi. Ngon mà. Ông xã Thoa mới đi làm về, anh Cát đi, anh mới đi làm về. Thoa cho ông ít thử pizza mà Thoa làm cho ông á. Coi. My favorite food to eat. Anh thử coi có ngon hơn anh nấu không. Ủa, anh nãy em cắt không đứt, anh cắt sao đứt được hay thiệt á. Chắc em yếu á. Thật ra cái này phải biết cắt, không biết cắt nó không đứt.
em... mình phải nhấn nó mạnh hơn xuống tí. Chắc tại tay em yếu em đúng nhấn rồi. Xuống cái này không phải được. Nhấn xuống tí. Hôm qua em sáng này em ăn em lấy kéo em cắt. Kéo không được nhưng mà kéo nó cắt nhiều khi nó. Em thấy anh cắt em thấy anh cắt ngon. Nhưng mà phải có một cái force nó xuống tí. Cái đồ cắt này là đồ cắt dởm thôi. Còn là cắt mà mắc tiền á. Thì nó even better. Thấy không? Hôm mấy thôi được rồi. Ok. Rồi bỏ gì vô thêm nữa không? Thì pizza muốn ăn ngon á thì phải bỏ một tí parmesan. Parmesan cheese. Parmesan cheese nè. Và cheese. Cái loại loại này hay là mình mua ngoài store cũng được nè. Cái này là mỗi lần đi Costco là nó cho nhiều lắm để dành. Loại hot pepper. Thường thường á mình ưa bỏ cái loại mà sriracha của Việt Nam vô ăn ngon, nhưng mà tự nhiên bây giờ mình lại thích bỏ cái loại ớt khô này vô. Thật ra cái ớt khô này ăn pizza nó mới đúng, nó ngon hơn. Loại cái... Anh bỏ chi vô chưa? Chắc chưa, bây giờ bỏ lên nè. Bỏ một tí thôi. Rồi cái chai gì anh để bên đây nữa? So, cái chai là cái chai nó gọi là parsley. Parsley là lá. Tuy nhiên lá ngò. Mình chả biết, không phải lá ngò. Không chả biết là gì nữa. Nhưng mà cái này bỏ vô pizza ăn cũng ngon lắm, rắc vài miếng vô. Mấy cái lá khô đó. Lá khô cũng ăn cũng good. Để em chiếu gần cho người ta coi pizza của em làm này hết sạch chưa. Đó. Ok, ăn thử coi. Ăn thử rồi. Anh ngon không? Ngon hơn anh nấu phải không? Hôm qua em ăn của anh đắng quá. Not bad hả? Not bad the first time. Ngon hả? Vậy ăn hết một cái được không? Vậy hả? Ăn cỡ chắc nếu mà tính ra ăn hai cái. Ăn hai cái như vậy á hả? Ừ. Wow. Thôi nhịn đi, cho ăn một cái thôi. Thường thường mình ăn tới cái lo lận. Mình ăn cái lo. Cái này là personal pizza, nó hơi to hơn cái personal pizza chút thôi. But thôi anh muốn làm, anh muốn ăn thì anh phải làm đô. Anh để sẵn đó cho em. You know. Còn em lần đầu tiên em làm một cái thôi, em sợ không ăn ngon rồi mất công mệt. Nên mình cho mỗi người một cái ăn thử thôi. Con chị không? Good. Good hả? Nó dẻo dẻo. Nó dẻo dẻo. Bánh nó dẻo dẻo ngon, giống như thằng em nó nói ăn mấy cái này phải bánh nó phải dẻo dẻo. Em phải tưởng, em tưởng là nó phải cứng lên chứ. Em cứ ngồi đó em đợi nó cứng, nó không cứng thôi em lấy ra. Không. Cái đô người ta làm là quan trọng. Cái đô người ta đã làm cho nó như vậy rồi. Nhưng mà cứng là no good. Ok. Là ngon. Ấy ngon là ta thành công rồi nhé. Thank you. Ta thành công rồi nhé. Thôi enjoy your dinner babe. Ngon quá. Quá ngon. Hả? Anh? Cái răng của anh đâu vậy? Răng gì? Răng của anh á. Em cái răng giả của anh đâu rồi? Hả? Anh nuốt kia hả? Cái cha chắc nuốt rồi hả? Ông xã thôi có cái răng giả đằng trước mà ông ăn, bây giờ cái răng ông rụng đi đâu mất tiêu rồi. Thật, đừng có nói ngon, có nuốt tận luôn cái răng rơi vô trong bụng nha. Mà ăn quá mà mất răng mà không biết luôn. Chắc nuốt vô bụng rồi, chả biết gì không. Vậy là anh phải chờ, anh chờ anh đi, anh đi number two, gọi nó có ra không. Bà khóc trên sự đau khổ của tôi sao? Cái đó cũng còn cả ngàn đồng nữa. Chắc phải gọi Kelly làm răng mới cho anh. Thôi cúp đi bà. Thôi bà con cô bác ơi, Thoa nấu pizza tạm được thành công.
nha. À, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi Thoa nấu pizza như thế nào. À, mong rằng kỳ sau Thoa nấu chắc sẽ được hoàn hảo hơn, còn lần này hơi bị trục trặc. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và sẽ hẹn gặp lại quý bạn vào kỳ sau, coi Thoa sẽ làm cái gì nữa nha. Thank you, bye bye.